Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube tôi là Hoàng Hiếu. Video này thì mình sẽ nói về một cái cơ hội kiếm tiền dành cho mọi người. Đó là về một cái sàn giao dịch gọi là sàn HK. Hả? Có cái mã token của nó là HSK. Thì cái token HSK này nó cũng giống như đồng BNB của sàn Binance, thì bạn, nó là một cái đồng token tiện ích. Thì hiện tại là cái đồng HSK này nó chưa có được giao dịch trên thị trường. Hiện tại là nó mới chỉ đang là phát hành thưởng cho những người tham gia vào cái sàn này thôi. Thì tương lai là nếu mà nó giao dịch các kiểu được định giá, thì lúc đó các bạn sẽ có được cái giá trị khi mà nắm giữ những đồng này. Thì như các bạn biết là trước đây sàn Binance thì nó phát hành cái đồng BNB, nó cũng phát miễn phí cho người dùng. Và hiện tại thì các bạn có thể thấy là đồng BNB nó có giá trị như thế nào rồi, đúng không các bạn? Thì cho nên chúng ta cũng không nên quá xem thường về những cái miễn phí như vậy. Ok, thì nói sơ về cái sàn HK nó là gì. Thì HK nó là một cái sàn giao dịch. Thì theo mình tìm hiểu, nó là một cái sàn định hình, nó là một cái sàn giao dịch sẽ tuân thủ những cái pháp lý rất là chặt chẽ, kiểu vậy. Như các bạn biết là trong quá khứ thì những cái sàn giao dịch lớn thì nó cũng đã từng có dính những cái kiện cáo, kiện tụng. Thì cái thằng HK thì khi mà nó phát triển sàn này thì nó sẽ đăng ký và nó sẽ cố gắng tuân thủ nhất mọi cái pháp lý chặt chẽ nhất để tương lai những cái kiện tụng nó sẽ hạn chế rủi ro. Ngoài ra thì các chức năng của nó như là một cái sàn giao dịch thông thường. Nhưng ở cái sàn này có một cái điểm đặc biệt đó các bạn, đó là mình thấy nó khuyến mãi khá là nhiều cho người dùng và rất là có lợi luôn. Và những cái mà làm nhiệm vụ của nó rất là đơn giản. Như các bạn biết là trong kênh Telegram của mình có chia sẻ cái dự án là đồng khách hay là những cái Hunter Combat gì đó các kiểu bạn. Thì khi mà các bạn làm Airdrop, đúng không, các bạn sẽ nhận được cái token đó. Nhưng mà nếu mà các bạn nạp lên những cái sàn như là sàn Binance hay là sàn gì đó, OKX để các bạn bán, mua bán, thì các bạn chỉ, ví dụ các bạn được 10.000 đồng khác đi, các bạn gửi lên cái sàn Binance thì các bạn cũng nhận được 10.000 đồng khác, hay là những cái sàn khác thì cũng chỉ nhận được đúng 10.000 đồng khác. Nhưng mà ví dụ như các bạn nạp 10.000 đồng khác lên sàn HK thì nó sẽ tự động nó nhân 5 năm lên cho các bạn sẽ được thành 50.000 đồng. Đó là tiêu biểu. Như một cái đứa em của mình nó đào chơi chơi thôi được 20.000 đồng khác, thì nó gửi 20.000 đồng khác đó lên thì sàn HK thì nó được nhân 5 lên thành 100.000 đồng, thì đổi ra được 15 đô, 17 đô. Thì kiểu một sinh viên mà kiếm được cái mười mấy đô thì cũng không phải cũng là một cái số tiền gọi là có thể ăn chơi được một hai ngày, ví dụ vậy. Thì hoặc là những cái dự án khác bên cạnh đó, thì mình thấy là cái chính sách của sàn HK này nó có một cái thu hút người dùng, đó là những ai mà chỉ đơn giản thôi nạp coin vào sàn của nó, nạp những cái đồng coin mà ví dụ những cái nó sẽ có những cái thông báo đó, các bạn sẽ nạp đồng hôm nay, nạp đồng Dot, nạp đồng khác, nạp đồng này đồng kia vào, thì cứ mỗi một cái số lượng các bạn nạp coin vào thì các bạn sẽ nhận được một cái phần thưởng tương ứng, đó là đồng HK. Ví dụ bạn nạp 1.000 đồng Dot thì các bạn nhận được một đồng HK, HSK. Thì và tương lai thì các bạn có thể sẽ nhận được USDT, nhưng mà hiện tại nó sẽ trả bằng HSK. Thì mình nghĩ rằng là các bạn có thể cái việc nạp rút thì nó cũng không có mất mát rủi ro gì quá nhiều. Thì các bạn có thể, nếu mà các bạn sở hữu những cái đồng đó, thì các bạn có thể nạp những cái đồng đó vào cái sàn HK để các bạn nhận được đồng HSK. Thì tương lai nếu mà đồng HSK nó phát hành giao dịch cái token HSK này thì chúng ta rất sẽ có lợi chúng ta thôi. Thì mình thấy cái rủi ro nó cũng thấp, thì các bạn có thể nghiên cứu về cái điều này. Thì và mình cũng chỉ chia sẻ những cái đó trong kênh Telegram của mình để dưới phần mô tả video. Các bạn nào có quan tâm có thể nhấp vào, thì mình cũng hay chia sẻ những cái chương trình đó, thì các bạn vào các bạn nạp, các bạn làm theo để mà các bạn nhận được cái drop cho mình. Rồi, thì trong video này thì mình sẽ, nó đang chạy chương trình đó là nạp đồng Dot lên sàn HK thì sẽ nhận được HSK, cho nên là sẵn tiện mình quay cái video để mình nạp đồng Dot lên cái sàn HSK luôn để cho các bạn xem. Thì ở đây là cái giao diện app Binance của mình nha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ có một số lượng đồng Dot, thì mình sẽ tiến hành rút cái đồng Dot này về sàn HSK cho các bạn xem. Ok, thì bây giờ mình sẽ bấm vào nút rút nè. Ok chưa? Rút. Rồi, mình sẽ nạp đồng Dot. Dot, ok, mình gửi qua mạng lưới tiền mã hóa. Rồi, ở đây thì phải tìm những cái địa chỉ nè, cái địa chỉ nè, memo nè. Rồi, rút tối đa ví dụ vậy. Không vâng. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình qua cái sàn HSK của mình. Đây là giao diện sàn HSK, thì mình sẽ bấm vào cái nút là deposit. Các bạn chọn qua cái đồng Dot. Đây. Rồi các bạn bấm vào cái này. Đấy, thì ở đây nó sẽ có những cái thông số là địa chỉ Dot nè. Đấy, rồi Network Tom. Ở đây thì nó không có cần cái memo. Thì ở đây chúng ta có thể cái memo này chúng ta, các bạn không cần khi bạn được yêu cầu nè. Đấy, cái này hãy nhớ, nếu không thì không cần điền, tức là cái memo này nó là một cái tùy chọn. Cho nên là ở cái HK này các bạn có thể là chỉ cần copy cái địa chỉ thôi là đủ rồi. Tại mình thấy ở đây HK này nó không có cái memo. Ok các bạn. Thì trước khi mà
Tiếp tục thì mình nói là bạn nào mà chưa có tài khoản sàn HSK, HK á, thì mình sẽ để cái link đăng ký dưới phần mô tả. Thì các bạn đăng ký, mình hiện tại là partner của sàn HK, thì các bạn đăng ký và các bạn sẽ nhận được những cái ưu đãi khá là lớn. Đấy, và mình cũng sẽ chia sẻ nhiều cái thông tin về cái sàn này trong kênh Telegram mình. Đấy. Hiện tại thì mình thấy cái sàn HK này các bạn vẫn có thể sử dụng nó song song với những cái sàn lớn như sàn Binance. Thì cái sàn lớn nhất thế giới mình không nói rồi, nhưng mà sàn HK này hiện tại là nó một cái sàn mới lên, cho nên là nó khá là nhiều ưu đãi, thì chúng ta có thể sử dụng song song nó để mà gia tăng cái lợi ích cho mình nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành copy cái địa chỉ này. Rồi. Mình dán vào đây. Ok. Rồi. Mà tối đa. Ok, mình sẽ gửi thử 500.000 đồng DOT này về cái sàn HK cho các bạn xem. Bạn đã không điền vui lòng. Ok, mình cứ bấm gửi thôi. Tại vì ở đây nó không có memo, mình cũng chả lo cái gì hết. Rồi. Bấm. Kiểm tra lại địa chỉ lần nữa. Rồi, đúng rồi. Ok, xác nhận. Rồi, khi mà các bạn thực hiện gửi coi các kiểu thì nó sẽ có những cái bước yêu cầu bạn xác minh bảo mật, thì cái này nó chỉ tùy chọn thôi. Trong lúc mà các bạn đăng ký và xác thực tài khoản Binance á, thì các bạn cài những cái phương thức bảo mật nào, thì bây giờ lúc rút á, thì nó sẽ hiện ra những cái này. Hiện tại là mình cài hai cái này, là mỗi lần mà nạp rút thì nó phải yêu cầu hai cái mã này, thì để đảm bảo cho tài khoản của mình thôi. Trong trường hợp mà tài khoản của mình bị người nào đó hack á, biết được username và password á, thì họ muốn rút tiền các kiểu thì họ cũng cần phải có cái lớp bảo mật này. Đấy. Thì những cái này nó sẽ tốt cho mình thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình điền hai cái mã này vào. Rồi mình đã điền mã xong rồi, thì bây giờ nó đang xử lý lệnh rút tiền, thì chúng ta sẽ đợi một tí thì để mà đồng đó này nó chuyển từ sàn Binance sang sàn HK. Thì mình thấy nó đang chạy chương trình đó là với 1.000 đồng đó các bạn nạp vào thì các bạn sẽ nhận được một đồng HK, thì 10.000 đồng thì 10 đồng, 100.000 đồng 100 đồng, thì mình gửi 500 đồng chắc mình cũng được 500 đồng HK kiểu vậy. Thôi, thì mình cứ tận dụng những cái chương trình này để mình mà gia tăng cái số lượng đồng HK, HSK mình nhận được thôi. Thì tương lai biết đâu được là những cái đồng HK này nó có giá trị sao, thì mình cũng có một số tiền nhỏ nhỏ vậy. Rồi thì ngoài ra thì nếu mà bạn nào mà trong cái quá trình mà mình rút tiền thì sàn Binance và HK có những cái mà bạn thắc mắc á về sàn Binance, như là nạp rút giao dịch các kiểu á, thì các bạn cũng đừng có lo lắng, bởi vì toàn bộ những cái thông tin và những cái video và những cái hướng dẫn này mình đều có chia sẻ trên kênh YouTube của mình. Các bạn có thể vào kênh YouTube tôi là Hàng Hiếu, các bạn tìm tới cái playlist á, là Binance cho người mới, thì mình có đầy đủ các video hướng dẫn từ A đến Z luôn. Hoặc là trên cái website kungfubsb.com cũng có cái bài hướng dẫn sử dụng sàn Binance, các bạn lên đó tìm. Đấy, mình và tất cả những cái link này mình đều để dưới phần mô tả video, các bạn tiện các bạn nhấp vào các bạn xem nha. Rồi như vậy là mình đang tiến hành rút về, các bạn đợi một tí để cái đồng HK nó về cái sàn cái bên cái đồng DOT nó về sàn HK nha. Rồi thì ở đây các bạn sẽ thấy cái HK của mình, thì mình vào cái mục Access này, các bạn sẽ bấm vào cái mục này. Đấy. Tại cái HK nó đang được chuyển tới thôi chứ nó chưa chuyển vào hẳn, thì mình bấm vào đây để mình xem. Đó, thì các bạn thấy là cái đồng DOT mà mình đang nạp từ sàn Binance qua nè, nó đang ở trạng thái là in progress, tức là nó đang diễn ra. Để một tí, mất một thời gian một tí thì nó sẽ vào cái tài khoản của chúng ta nha. Thì bấm view trên blockchain nè, để cho ta xem. Xét nó kiểu rồi. Nhưng mà nó yêu cầu là cần phải có 100 cái confirm deposit các kiểu á, thì nó yêu cầu ở đây là 100 cái confirm, thì chúng ta cứ đợi cho 100 cái confirm nó xác nhận nha. Deposit đến sẽ là 100 cái nè. Còn mà có thể rút ra ra được nè thì mất 150 confirm, thì khi nào mà hoàn thành những cái confirmation này thì chúng ta sẽ bắt đầu có thể giao dịch được rồi. Thì như vậy là cơ bản như vậy nó cũng xong rồi các bạn. Thì hiện tại là mình đang nạp cái đồng DOT từ cái sàn Binance sang cái sàn HK này để mà mình nhận được cái ưu đãi. Chương trình nó đang chạy đó là cứ 1.000 đồng DOT thì sẽ nhận được một đồng HK. Thì tương lai ngoài những chương trình này nữa, nó sẽ còn những chương trình khác nạp cái đồng coin khác nữa rất là nhiều các bạn. Mình thấy bữa giờ rất là nhiều luôn, thì mình nếu mà có những chương trình đó thì mình sẽ chia sẻ trong kênh Telegram của mình để dưới phần mô tả video, các bạn cứ nhấp vào các bạn xem để mà mình không có bỏ lỡ những cái cơ hội kiếm tiền miễn phí kiểu như thế này. Rồi, thì kết thúc video tại đây. Thì nếu như mà các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy cho mình một like và share. Đồng thời ấn vào nút đăng ký kênh tôi là Hằng Hiếu, để trong tương lai những cái video mới nhất mình đăng lên thì các bạn sẽ nhận được thông báo đầu tiên. Này này, mình sẽ nói về một tí về cái chương trình ở đây nè. Đó, các bạn thấy nó chạy không? Đấy. Đấy. Đấy, nạp nạp dot vào đấy. Nó cứ là một hai đồng HK nè, sẽ nhận được 1.000 đồng DOT nè, ơi một 1.000 đồng DOT nạp vào thì nhận được một đồng HK nè, đấy.
cái nạp đầu tiên, bất kỳ đồng đó nào và hạch cây. Rồi rồi thì vậy thôi, rồi kết thúc video tại đây. Thì toàn bộ những cái thông tin liên quan video thì các bạn cứ nhấp dưới phần mô tả, mình đều có bỏ dưới đó để mà các bạn có thể bấm vào các bạn xem cho nó tiện nha. Rồi chào các bạn, để mình xem coi đồng đót này nó vào chưa. À, nó vẫn chưa, nó hơi lâu. Thì cái mạng tôi này, ton này nó hơi lâu các bạn. Rồi, bye bye các bạn.